Heo quay bà con, mà cũng có người không gọi là heo quay, ta gọi là lợn quay, heo hay là lợn hay là uổng yển ba tên, nhưng mà nó cũng chỉ là một thôi nha. Tôi biết ba tên, còn ai biết tên gì thêm nữa thì chả biết. Vui lòng cho biết và vui lòng đừng ăn đối với những người không ăn được lợn quay hay heo quay. Đó là người có bệnh gút, máu nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa, tiểu đường, mỡ máu cao, tuổi 70 trở lên, trẻ em 8 tuổi trở xuống là vui lòng đừng ăn heo quay hay lợn quay, uổng yển quay nha bà con. Người có bệnh gút, mỡ máu, máu nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa, tiểu đường, mỡ máu cao, tuổi là từ 70 trở lên, trẻ em từ 8 tuổi trở xuống, ăn heo quay nó rất tốt cho sức khỏe. Ngoài những người đó thì còn tốt hết cho sức khỏe của mọi con người. Còn lại là nó làm bảo vệ da tốt cho tóc, tốt cho móng, tốt cho hệ thần kinh, cơ bắp xương chắc khỏe, mắt sáng, cơ thể phát triển tốt hơn. Đó, tốt bà con ha. Nhưng mà ta ăn heo quay được 70g một bữa ăn, vậy là nên ăn 6 ngày, nghỉ ăn 1 ngày, là 70g này ta ăn 1 ngày là 2 lần, là một bữa ăn 1 lần cũng được. Vậy nên nếu ăn liền 6 ngày thì bà con vui lòng nghỉ 1 ngày để cho nó tốt và tốt cho sức khỏe của mình bà con nha. Xin chào, chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp nào.